Thằng là nó không? Thẻ bây giờ thằng là thằng lợn. À, đây gọi tay. Thằng em không ghét cái thằng lợn. Nó cao ghê á, mình ngồi bên này mà còn thua, còn bằng nó nữa. Gì? Nữa. Ừ, cả nó cờ. Thằng hồn như thấy lâu mà sao nó thấy lạnh quá ta. Đứng đợi là nó cảm giác vậy đó. Thoải mái rồi. Hello. Hola. Cómo está? Bả cho đến chân các bạn nha. Bien. Mò tay đây đâu thấy lạnh đâu. Không, một vòng nhanh nha. Má ơi. Thôi muốn gì. Đứng ngồi cái lại đi tiếp đi. Ngồi lì đi là nó đứa hổ sợ. Má nó lại đúng lại là đập tiếp. Anh Thiện nhìn ngồi mắc cười. Chờ. Chứ không già nói anh Thiện. Thôi Ben. Chờ. Má của anh em theo nói giờ nói em mà chưa tới. Em chỉ camera mà anh gọi chị qua bạn đứa khác đi. Ngại quá không bận. Má đẹp trai đây không chịu chỉ chỉ đâu không trời. Nói ai kiếm kiếm không. Trời gió thổi. Bên kia quay qua bên này. Trời ơi nó chơi vậy. Cái chỗ này đi đi lại nó có cái nhạc mà. Toàn. Em chỉ kêu tên nè. Đúng rồi mà. Cái tên nó có hơi sợ đúng không? Còn hơi sợ. Quỷ gì vậy? Có cái là quỷ gì vậy? Tên nó không phải đúng lại. Đó. Quay cho anh mẹ quay cho. Quay lời bó trời à. Quay quá. Mà muốn nó bay mà không bay được sao cả. Trời ơi. Không em mặc quần hiểu gì vậy? Thôi lấy xong. Nó vành luôn. Má lụa này khỏi tóc xài ta. Tội nghiệp con ngựa. Rảnh lắm, tội nghiệp con ngựa. Tội nghiệp toàn không tội giờ nó nằm coi. Ê ông này ở đâu ông lụm được con ngựa sướng ta. Nó mua dưới đầu rồi đó. Má rảnh ra mua ra đây chở mình free. Thôi mày mướn rồi. Ừ, đẹp trai dữ ta. Trời trời. Mình nói chuyện ngộ không hiểu lấy nó chim ngắt luôn anh. Chào chào. Chạy em lại trong đó đó. Thôi liền. Để cho em sẽ ăn vào mấy cái. Ôi chàng này nó ăn vô gọt, nó ngồi ngoài nó sắc. Định linh phát.